Ra là tí. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn là hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video nói về cái vấn đề cái cách chăm sóc cái cây hoa hồng của các bạn trong cái thời tiết mưa nhiều rồi là độ ẩm lên cao, và đặc biệt là có rất nhiều các bạn đang hỏi là cây hoa hồng của anh ơi, cây hoa hồng của em bị phấn trắng nhiều quá nhưng trời mưa không phun được thì cái cách xử lý như thế nào? Rồi là cái cây của em tại sao nó rụng hết lá, nó trút hết cả lá, có cây không còn một cái lá nào. Đó chính là cái vấn đề mà các bạn sẽ được Vinh Gà chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái hướng giải quyết hoặc là khắc phục nó như thế nào. Mời quý vị theo dõi đến cuối video, vì cái video Vinh Gà sẽ truyền tải rất là nhiều những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Nếu bạn nào cảm thấy mà Vinh Gà dài dòng hoặc là nó không phù hợp với các bạn có thể bỏ qua video. Nếu bạn nào xem video mà cảm thấy nó hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thưa các bạn là thứ nhất là gì? Khi trời mưa nhiều và đặc biệt là lại mưa nhỏ, mưa phùn không to như ở cái tiết trời ở miền Bắc cái thời gian vừa qua, thì cái độ ẩm do cái trời mưa dầm dì như vậy thì cái độ ẩm nó rất là cao, nó có thể là hôm nào mà êm mà ít nhất thì cũng là 70%, nhưng không là 80%, thậm chí là đến 90% cái độ ẩm nó cao như vậy, thì nó là cái điều kiện thích hợp nhất để cho các cái loại nấm bệnh nó phát triển và làm cho cây hoa hồng của chúng ta gặp phải những vấn đề bệnh tật như là gì, phấn trắng, rỉ sét, rồi là nấm rễ và không phát triển được, thậm chí là tụt hết cả lá các bạn nhé. Vậy thì cái cách để giải quyết đầu tiên là như thế nào? Thứ nhất là Vinh Gà sẽ cho các bạn cái phương pháp mà để các bạn phòng và giải quyết cái vấn đề khi cái cây hoa hồng gặp trời mưa như vậy, các bạn phòng như thế nào, dùng cái thuốc gì hay là dùng cái cách nào để mà phun. Đặc biệt là khi trời mưa như vậy thì các bạn phun thuốc là nó không hiệu quả rồi các bạn nhé. Phun thuốc thì nó không hiệu quả rồi và nó không khô cái lá lúc nào để các bạn có thể phun thuốc được cả. Thì hôm nay Vinh Gà sẽ nói về cái vấn đề đó. Đầu tiên là gì? Tất cả các bạn mà ở vườn đang hoặc chuẩn bị cảm giác thấy nó bị phấn trắng thì các bạn sẽ dùng một cái mẹo nhỏ là gì? Dùng cái vòi phun nước các bạn nhé. Dùng cái vòi phun nước để các bạn phun rửa cái lá. Thì thay vì là mọi ngày nắng hoặc là thiếu nước thì chúng ta phun tưới. Thế nhưng bây giờ trời mưa thì chúng ta phun rửa lá. Rửa lá là gì? Do cái trời mưa phùn, độ ẩm nó cao đó, và đặc biệt là các bạn ở các cái vùng thành phố, khu nghiệp hoặc trồng cây ở ban công thì cái độ thoáng gió nó ít hơn. Chính vì vậy cho nên là cái bụi bặm của ở trong không khí nó cũng rất là nhiều. Khi cái mưa phùn thì nó lắng theo cái bụi theo xuống dưới cái mưa phùn, nó dính trên mặt lá, rất dễ gây các cái bệnh cho cây hoa hồng. Và cái thứ hai ở trong cái điểm mà phun nước này là gì? Là các bạn sử dụng cái vòi phun nước đó để các bạn rửa luôn cả các cái loại như là sâu non nhỏ bé này, các bạn phun là nó văng bớt đi trứng của nhện đỏ này, rồi là bọ trĩ này, và cả cái phấn trắng. Mặc dù cái phấn trắng là người ta nói là nó là nấm tế bào, nó có thể lây qua cái đường phun nước, thế nhưng cái phun nước là gì? Các bạn có thể làm rửa bớt đi những cái nấm bệnh đó, rửa bớt đi cái phấn trắng đó. Và thậm chí nếu các bạn mà rửa đều là cây của các bạn cũng có thể khỏi. Nếu các bạn phun xong một hai lần như vậy mà gặp trời nắng, các bạn mang cái cây ra các bạn để ngoài trời nắng thì có khả năng đến 80% là cái cây của các bạn sẽ tự khỏi bệnh phấn trắng các bạn nhé. Khi đó các bạn chỉ cần phun phòng trở lại, phun thuốc phòng trở lại hoặc là phun một lần hai lần thuốc nữa thì là sẽ khỏi hẳn, không có vấn đề gì về cái bệnh phấn trắng nữa. Vậy thì phun nước như thế nào thì ngay sau đây Vinh Gà sẽ chia sẻ cái vấn đề phun nước cho các bạn. Sau đó thì Vinh Gà sẽ chia sẻ đến các cái phòng lần cái các cái kiểu các cái bí quyết, những cái để phòng cho các cái cây hoa hồng, khắc phục cho những cây hoa hồng của các bạn đang bị bệnh về cái cách rụng lá, trút lá như thế nào các bạn nhé.
Thưa các bạn, là các bạn có thể dùng cái vòi nước phun như vinh gà đây. Các bạn nhìn là vinh gà phun. Phun thì các bạn nhớ là phun với cái áp lực vừa phải như thế này các bạn nhé. Đây các bạn phun với cái áp lực vừa phải như thế này cho vinh gà. Đó, các bạn sẽ phun với tất cả các cái cây. Các bạn nhìn là vinh gà phun như thế này các bạn nhé. Các bạn phun ngang như thế này. Đó. Các bạn cứ phun đều đặn, cái cách phun như thế này khoảng 1 đến 2 ngày một lần. Thưa các bạn, là các bạn vừa xem thấy là vinh gà đã phun qua một đoạn hướng dẫn cho quý vị và các bạn như vậy. Thì các bạn cứ đều đặn phun như vậy cho vinh gà từ 1 đến 2 lần. À, 1-2 ngày một lần như vậy. Thì các bạn biết rồi, các bạn vừa nhìn thấy là cái lá hoa hồng của vinh gà nó vẫn xanh biếc, không hề bệnh tật. Thì có nhiều chị hỏi vinh gà là tại sao cái lá của chị nó bị bệnh như vậy mà của em không bệnh. Vinh gà vẫn nói trêu là nó thương em, đúng không ạ? Nó thương em, nhưng thực ra cái gì nó cũng có những cái cách xử lý của nó. Chỉ có điều là những hôm vừa rồi trời nó mưa nhiều quá, vinh gà cũng không thể nào mà đứng để mà quay video cho quý vị và các bạn được. Chính vậy cho nên hôm nay Vinh Gà mới quyết định chia sẻ để những người nào đang vướng mắc phải thì các bạn có thể làm cái phương pháp này để mà làm cho cái cây hoa hồng của mình mà không cần phải phun thuốc về cái bệnh mà phấn trắng. Và đặc biệt với cái tốc độ phun như vậy thì các bạn sẽ làm phun văng đi bớt tương đối là nhiều cái con sâu no này, rồi là trứng của nhện này, bọ trĩ này, thì sẽ làm cho cái vườn của các bạn sạch. Đó là một cái bí quyết để các bạn xử lý cái cây hoa hồng trong cái giai đoạn này. Cái thứ hai nữa là gì? Với những cái cây hoa hồng của các bạn mà bị chút lá các bạn nhé. Nếu những cái cây hoa hồng của bạn mà bị chút lá này, vàng lá hay chút lá, hoặc là rụng cái lá khi vẫn còn đang còn xanh, thì các bạn phải kiểm tra ngay cho Vinh Gà cái giá thể. Một lát nữa Vinh Gà sẽ cầm máy để trực tiếp chia sẻ đến các bạn những cái cây nó bị chút lá như vậy thì các bạn phải làm cái cách nào. Những cái cây chút lá như vậy thì các bạn sử dụng vôi bột cho Vinh Gà. Sử dụng vôi bột. Vì tại sao ạ? Giờ này các bạn không phun được thuốc đúng không ạ? Không dùng được, tưới được các cái loại nấm có lợi. Và cũng không thể tưới nước vôi trong vì cái giá thể của bạn nó đã quá ướt rồi. Thì các bạn sử dụng cho Vinh Gà cái vôi bột các bạn quãi xung quanh gốc các bạn nhé. Các bạn quãi xung quanh gốc. Còn cái vôi như thế nào và cái cách xử lý vôi như thế nào thì các bạn có thể nhìn quan sát vào đây. Đây là vôi bột các bạn nhé. Đây, như thế này gọi là vôi bột. Vôi bột này thì các bạn có thể là lấy ở cái... mua ở các cái chỗ mà bán cái vật tư nông nghiệp, cái chỗ mà vôi bán cho khử trùng chuồng trại, hoặc là bán để khử trùng ao nuôi cá các bạn nhé. Đấy, còn nếu không nữa thì các bạn có thể là ra chợ tìm mua những cái chỗ mà người ta bán vôi cho các cụ ăn trầu đó, các bạn lấy mua về các bạn rắc cho cây. Thì khi các bạn mua về các bạn cho nó ra ngoài vào đổ vào một cái thùng như thế này, các bạn đổ vào một cái thùng như này, các bạn để hoặc là ra một cái chỗ nào đó khô, các bạn đổ ra để cho vôi tiếp xúc với không khí trước, để cho vôi tiếp xúc với không khí trước, sau đó thì là làm cho cái vôi của bạn nó không bị nóng, các bạn là tưới vào cây của các bạn nó không bị nóng, các bạn rắc vào gốc cây của bạn nó không bị nóng. Có rất nhiều bạn hỏi Vinh Gà là có bị là làm hại cho cây không hay là này cái nọ. Nếu mà vôi mới trong lò ra các bạn rắc thì sẽ làm hại cây. Chính vì vậy cho nên là các bạn phải để ra cho vôi tiếp xúc với không khí trước, rồi là một ngày sau các bạn mới đem rắc vào gốc được các bạn nhé. Rắc xung quanh gốc, cách cái gốc cây ra một chút như thế này này, ở trên cả tất cả mặt chậu. Sau đó thì khi nước nó ẩm ướt cái vôi rồi thì nó sẽ làm ngấm cái nước vôi xuống, vừa cung cấp vừa làm diệt nấm khuẩn trong cái đất cho các bạn. Và nó sẽ làm cho cái cây hoa hồng của các bạn là nó cung cấp được khoáng và canxi cho cây hoa hồng nữa các bạn nhé. Những cái bạn mà cứ thấy lá nhăn 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 và không thấy bọ trĩ
cái ngọn nó bị teo teo mà không thể bột dị thì các bạn nên rắc vôi thật là sớm. Thì các bạn rắc như thế nào? Ở trong cái vườn này tại sao hôm nay Vinh Gà các bạn nói là Vinh Gà hướng dẫn như vậy mà không có là trước cái đợt mưa này thì Vinh Gà đã rắc và đã tưới nước vôi lên cái nước vôi lên cái chậu của Vinh Gà rồi. Vẫn còn vết vôi đây các bạn nhé. Đây. Đó, vẫn còn vết vôi đây, Vinh Gà đã tưới lên đây rồi. Nếu các bạn mà chưa biết cách rắc thì các bạn cứ rắc như thế này cho Vinh Gà, không vấn đề gì đâu các bạn nhé. Các bạn rắc đều một lượt như thế này. Và có một cái điều mà nó hay xảy ra là gì? Sau khi các bạn rắc như thế này thì cái vôi khi nó ngấm xuống nó sẽ bám thành một lớp cứng cứng, hơi cứng cứng lên trên mặt, thì khi đó các bạn lấy cái cây. Đó, các bạn là có thể lấy cái cây các bạn xỉa để cho nó tan cái này ra là không vấn đề gì, nên nó không chai được đất, nên các bạn không phải lo các bạn nhé. Đó là những cái mà để các bạn nói về vấn đề mà xử lý về nấm này. Thứ nhất là nấm ở trên cành, trên lá là như vậy. Cái nấm ở vôi ở dưới rễ khi trời ẩm quá thì các bạn rắc vôi như thế này. Và nếu như cái thời tiết này thì sẽ rất nhiều bạn hỏi là Vinh Gà phải bón phân chăm sóc như thế nào. Thì thưa các bạn là các bạn sử dụng các dòng phân khô cho Vinh Gà. Vì trời mưa nhiều các bạn sử dụng phân khô để khi gặp nước nó sẽ ngấm xuống dưới cái đất để chăm sóc cho cây hoa hồng. Chứ các bạn nói mưa mà các bạn không bón được phân, không tưới được thì sẽ bị hụt dinh dưỡng một khoảng thời gian. Nếu chúng ta chăm sóc đều thì cái cây của bạn sẽ phát triển đều các bạn nhé. Thứ nhất là các bạn dùng các dòng phân chuồng, phân gà, phân bò, phân dê, hoặc là các cái dòng phân ví dụ như là trùng quế, rồi các cái dòng phân vi sinh mà dạng khô, hay là phân đã qua chế biến xử lý mà dạng khô, các bạn tưới bón lên trên gốc. Và nếu các bạn không có các cái dòng phân khác nữa thì các bạn có thể sử dụng cái phân này. Đây, cái phân NPK màu xanh Vinh Gà đã hướng dẫn với các bạn rất là nhiều trong các cái video trước, thì các bạn có thể bón lên trên gốc cây như thế này các bạn nhé. Bón lên gốc cây như này để cho gì? Khi nước mưa xuống nó làm tan phân thì nó sẽ ngấm vào trong cái đất này cho cái cây của bạn phát triển. Và đồng thời là gì? Các bạn khi trong cái thời điểm như thế này các bạn làm như thế này, nó ngấm vào trong này và được một cái là gì? Nó sẽ ngấm từ từ chậm chậm, nó sẽ không làm thứ nhất là cái cây của các bạn nó bị sót. Thứ hai nữa là gì? Làm cho cây của các bạn nó sẽ hấp thụ liên tục. Vì cái thời tiết ở ngoài miền Bắc mùa này thì trời mưa nhưng chưa hề có sấm sét các bạn nhé. Nếu có sấm sét thì Vinh Gà sẽ chia sẻ các bạn là bón cái phân như thế nào khác cơ. Vì lúc khi sấm sét thì cái độ mà nitơ nó được phân giải ở trong những cái sấm sét đó, nó kết hợp với cái oxy, nó tạo ra một cái dạng đạm, làm cho cái cây của bạn nó thừa đạm. Ở trong cái nước mưa thì nó có đạm, nhưng nước mưa ở thời điểm này thì không có đạm các bạn nhé. Đó là cái mà Vinh Gà chia sẻ đến các bạn. Hôm nay Vinh Gà chia sẻ như vậy là gì? Để các bạn có thể thấy là cái cách chia sẻ và chăm sóc cái cây như vậy. Thế thì bây giờ Vinh Gà sẽ cầm máy để mà chia sẻ đến các bạn một cái cây mà nó rụng hết lá rồi. Thì bây giờ các bạn phải xử lý nó như thế nào? Đây, Vinh Gà cũng có một cái cây bị rụng chút hết lá đây các bạn nhé. Nó không hề bị một cái gì cả, cứ thế là mưa nhiều là chút lá. Đó là gì? Cái vấn đề ở đây là cho các bạn xem này. Vinh Gà trồng sau cái thời gian nó bị sâu cái gốc xuống đây, và cái bầu đất này các bạn nhé, cái bầu đất này nó không được thoát nước tốt, nó không thoát nước tốt, nó làm cho cái đất của các bạn nó bị bó vào trong cái rễ cây ở phía dưới đáy. Ở phía trên có thể có rất nhiều bạn hỏi nói là ở phía trên này của em vẫn tơi, thế nhưng ở dưới này này nó bị đọng nước, ở dưới này nó bị là nhiều nước quá, nó sẽ làm cho cái rễ cây của các bạn nó bị sót rễ ở dưới này, nó bị sót rễ dưới này, sau đó thì gặp mưa đó, sau đó nó gặp mưa nữa thì cái cây nó bị chút lá. Nó chút lá như vậy thì cái điều mà dễ nhất là các bạn làm tơi đây nha các bạn nha, các bạn có thể làm tơi cái bầu lên như thế này đó. Nếu như các bạn không làm tơi được nữa, không làm tơi được thì các bạn bắt buộc phải thay giá thể các bạn nhé. Thì các bạn bắt buộc phải thay cái giá thể ở cái cây như thế này. Và đặc biệt là các bạn mà trồng ở trong những cái chậu xi như thế này, đúng không ạ, chậu xi măng như những cái chậu này, mà nếu các bạn thấy tình trạng như thế này thì cái điều đầu tiên mà các bạn phải làm thì là các bạn kê cao cái chậu lên trước. Sau đó các bạn làm cái phương pháp như thế này. Các bạn nhớ là các bạn có thể làm tơi đất lên như thế này, nhưng khi trời hết mưa một cái các bạn sẽ các bạn phải dùng cho Vinh Gà là gì?
cái nước để các bạn lại tưới. Tưới là làm gì? Lại ổn định lại cái rễ, mà khi các bạn bới như thế này nó làm lộn xộn cái rễ của cái cây, thì là để cho cái cây của bạn nó có thể là phát triển trở lại. Và đặc biệt là nhớ các bạn phải kê cái đáy này lên, kê cái đáy này lên để cho cái độ thoát nước nó tốt hơn các bạn nhá. Nó thoát nước tốt hơn thì cái cây nó sẽ bị bớt. Thứ hai nữa là cái vấn đề của cái cây gặp như thế này là gì? Các bạn để đây, các bạn nhìn là cái cây này của Vinga bị các cái cây khác nó che, nó mất cái độ thông thoáng của ánh nắng, của gió. Đấy thì nó sẽ, cái lá, bộ lá của nó sẽ quang hợp kém. Và đặc biệt những cái cây như thế này thì rất dễ bị nhiễm các cái dòng nấm, đấy, nhện hoặc là bọ trĩ các bạn nhá. Chính vì vậy cho nên là cái cây các bạn phải yêu cầu là các bạn để. Đây các bạn nhìn là cái vườn của Vinga đây. Hiện tại bây giờ lá, nước vẫn đang chịu trên lá, như những cái cành mà, những cái cây mà được Vinga xịt rồi thì cái độ nước nó sẽ hết và ở dưới đáy này, cái lá nó sẽ sạch. Đúng không ạ? Nó sẽ sạch như thế này thì cái bệnh tật ở trên cây nó sẽ rất là ít. Và những cái trường hợp này bị sâu non ăn như cái mầm này, các bạn nhìn thấy cái vết sâu non ăn như thế này thì nó sẽ bay đi rất là nhiều, bớt đi rất là nhiều những cái con sâu non để cho cái cây của các bạn nó sẽ đỡ. Đây, nó sẽ đỡ bị các cái con sâu nó tấn công. Nếu các bạn làm đều đặn thì các bạn sẽ có, nó có, sẽ có hiệu quả rất là cao các bạn nhé. Đó là những cái chia sẻ cách cái chăm sóc cái cây hoa hồng khi gặp mưa nhiều như vậy. Và khi nào mà cái thưa các bạn, đó là những cái chia sẻ của Vinga. Khi cái trời của các bạn nó cứ mưa triền miên ngày này qua ngày khác, mưa cả tuần hoặc cả nửa tháng, một tháng liên tục, thì các bạn sẽ phải xử lý cái cách như của Vinga. Nhưng nếu sang mùa hè trời mưa rào thì lại không phải làm như thế các bạn nhé. Chỉ cần bón phân theo như thế thôi, còn không cần xịt nước lá nữa, vì trời mưa rào cái độ nước rớt gió nhiều nó sẽ làm cho cái cây của bạn nó thoáng và nó đỡ bị cái tình trạng như vậy. Đặc biệt trong cái thời điểm là giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè này thì cái cây, cái trời mưa nó gây lên những cái bệnh như vậy, các bạn phải xử lý như thế. Nếu như mà các bạn còn thắc mắc cái điều gì thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận của video, hoặc điện thoại trực tiếp qua số điện thoại của Vinga ở phần giới thiệu video, rồi là có thể nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo của Vinga để Vinga có thể chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn. Bây giờ Vinga xin phép được tạm dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinga Vlog. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc các bạn.